Các bạn, hôm nay công ty DX89 xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm karaoke mang tên BTE-V680 đầu liền màng. Đấy, một siêu phẩm karaoke hiện đại và hot nhất thị trường Việt Nam bây giờ, và cũng xuất khẩu ra nước ngoài, các nước châu Á. Đấy, các bạn có thể xem, rất là đẹp. Đấy, và hôm nay chúng tôi xin khui thùng đấy, siêu phẩm này. Đây, có sản phẩm sẵn cho các bạn đây. Các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, tôi bóc cái này cho các bạn xem luôn. Có rất nhiều các mục tôi hướng đến các bạn đây. Ví dụ như là dung, tôi đang xài dung lượng ổ cứng của máy. Ổ cứng của cái máy đang là 6TB. Đấy, có rất nhiều các cái bài hát Việt Nam này, tiếng Anh này, Trung Quốc, rất nhiều các ngôn ngữ. Đấy, các bạn dùng khách cung cấp cho khách nước ngoài thì rất là tốt. Và ngoài ra thì cái đầu này chúng tôi cũng tích hợp với YouTube. Các bạn có thể hát trực tiếp trên YouTube với một cái nền nhạc rất là hay. Đấy, bao gồm karaoke, bolero, nhạc sống Vinhouse, Việt Mix. Đấy, đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng siêu phẩm karaoke rất là mềm mại. Các bạn đặt trong phòng khách thì quá tuyệt vời luôn, gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng. Đấy, và đặc biệt với những dân bay đẳng cấp thì có riêng cái mục sound out này, với những cái bản sound out đẳng cấp. Ngoài ra, đấy, đây là một cái đầu duy nhất ở Việt Nam có chức năng xem phim. Đấy, với những bộ phim quang tấn được cập nhật mới nhất trên cái đầu BTE này, các bạn có thể thoải mái thưởng thức như một cái phòng chiếu phim trong gia đình của mình. Và sau đây là tôi sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát để bạn cảm nhận được. Okay.
Vâng, các bạn vừa cảm nhận những giọng ca mượt mà nhất được thể hiện qua đầu liền màn V680. Đấy. Và sau đây đấy, các bạn tiếp tục đến là mục xem phim. Đấy, những bộ phim bon tấm nhất được tải lên. Đấy, ví dụ như các bạn có thể xem Siêu Điệp Viên. Bấm vào nút play. Tải về. Mình đừng hỏi là tải sẵn rồi. Các bạn, hôm nay công ty DX89 xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm karaoke mang tên BTE-V680 đầu liền màn. Đấy, một siêu phẩm karaoke hiện đại và hot nhất thị trường Việt Nam bây giờ, và cũng xuất khẩu ra nước ngoài, các nước châu Á. Đấy, các bạn có thể xem, rất là đẹp. Đấy, và hôm nay chúng tôi xin khui thùng đấy, siêu phẩm này. Đấy, có sản phẩm sẵn cho các bạn đây. Các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, tôi bóc cái này cho các bạn xem luôn. Có rất nhiều các mục tôi hướng đến các bạn đây. Ví dụ như là dung, tôi đang xài dung lượng ổ cứng của máy. Ổ cứng của cái máy đang là 6TB. Đấy, có rất nhiều các cái bài hát Việt Nam này, tiếng Anh này, Trung Quốc, rất nhiều các ngôn ngữ. Đấy, các bạn dùng khách cung cấp cho khách nước ngoài thì rất là tốt. Và ngoài ra thì cái đầu này chúng tôi cũng tích hợp với YouTube. Các bạn có thể hát trực tiếp trên YouTube với một cái nền nhạc rất là hay. Đấy, bao gồm karaoke, bolero, nhạc sống Vinahouse, Việt Mix. Đấy. Đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng siêu phẩm karaoke rất là mềm mại. Các bạn đặt trong phòng khách thì quá tuyệt vời luôn, gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng. Đấy. Và đặc biệt với những dân bay đẳng cấp thì có riêng cái mục sao nào này, với những cái bản sao nào đẳng cấp. Ngoài ra, đấy, đây là một cái đầu duy nhất ở Việt Nam có chức năng xem phim. Đấy, với những bộ phim bom tấn được cập nhật mới nhất trên cái đầu BTE này, các bạn có thể thoải mái thưởng thức như một cái phòng chiếu phim trong gia đình của mình. Và sau đây là tôi sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát để bạn cảm nhận được. Xa xưa, diệt trời đang vẫn mong rằng.
đau bên kia mong một ngày xa xưa. Dịch trời đang bước đất mong ra đêm thật rồi. Từ nay vâng, các bạn vừa cảm nhận những giọng ca mượt mà nhất được thể hiện qua đầu liền màng V680. Đấy. Và sau đây đấy, các bạn tiếp tục đến là mục trong phim. Đấy, những bộ phim bon tấm nhất được tải lên. Đấy, ví dụ như các bạn có thể xem Siêu Điệp Viên. Bấm vào nút play. Tải về. Mình đâu phải là tải sẵn rồi. Stop, stop, try noise, stop.